Ý Nhi bật mí lịch trình một ngày làm du học sinh ở Úc khi gọi điện trò chuyện cùng bà Phạm Kim Dung. Nàng hậu thừa nhận rằng nếu đi ăn nhà hàng thì giá quá chát, thế nên cô đã tự nấu ăn ở nhà để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Người đẹp được nhận xét là có sự cải thiện về sắc vóc và phong cách, nhan sắc cũng ngày càng thăng hạng. Sau những ồn ào không đáng có, khi mới đảm đương cương vị mới, hoa hậu Ý Nhi bắt đầu sang Úc du học từ đầu tháng 11 năm 2023. Ở nước ngoài, nàng hậu thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường và dần lấy lại thiện cảm trong mắt công chúng. Ý Nhi sinh sống cùng em họ trong một căn phòng tiện nghi, cách trường gần 30 phút đi tàu điện. Tối ngày 9 tháng 1, khi được bà Phạm Kim Dung gọi điện hỏi han, Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ chia sẻ nhiều chi tiết đặc biệt liên quan đến sinh hoạt hiện tại. Cụ thể, Miss World Việt Nam 2023 đã bắt đầu đi làm thêm, thông thường mỗi ca tầm 7 tiếng. Hoa hậu Ý Nhi còn khoe, trong đợt lễ hội cuối năm vừa qua, cô chăm chỉ đi làm thêm từ 10 giờ sáng đến 7-8 giờ tối. Mỗi ngày, sau giờ học ở trường, Ý Nhi cho biết sẽ đến chỗ làm sau đó trở về nhà để làm bài tập và nấu ăn. Nàng hậu đã hào hức khoe cuộc sống hiện tại rất vui vẻ vì gặp được những người bạn hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ và luôn kiên nhẫn chỉ bảo cô mọi thứ. Cụ thể, Ý Nhi chia sẻ với bà Phạm Kim Dung rằng hiện cô đang đi làm thêm để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Sau khi đi làm về, Ý Nhi cũng tự mình nấu nướng với những món ăn khá quen thuộc như cơm sườn, rau lang luộc. Dường như, người đẹp quê Bình Định khá chú ý tới giá cả, nên khi nghe bà Phạm Kim Dung hỏi về rau lang, cô lập tức chia sẻ. Nhưng mà nó hơi đắt mẹ ạ. Người đẹp cũng cho biết, chi phí cho một bữa ăn của hai người do cô tự nấu nướng sẽ rơi vào khoảng 4,5 đến 5 USD. Ý Nhi cũng tiết lộ thêm, cô không thường xuyên ra cửa hàng để ăn uống vì ra ngoài giá hơi chát rẻ nhất cũng tầm 20 USD đó mẹ, nên thôi, ăn ở nhà cho tiết kiệm. Trước đó, trên trang cá nhân, nàng hậu cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống của mình tại Australia. Có thể thấy, cô đã bắt đầu làm quen được với nhịp sống của du học sinh và cũng dần thích nghi để vừa đi học, vừa đi làm thêm. Sau hơn 2 tháng đi du học, ý nhi dần nhận được sự cảm thông từ công chúng. Nhiều người theo dõi những thông tin tích cực từ phía người đẹp phải động viên cô vững vàng vượt qua. Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê ở Bình Định. Cô đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Cô nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng khi thẳng thắn công khai chuyện tình cảm ngay trong buổi họp báo sau đêm đăng quang. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, người đẹp này lại liên tiếp vướng phải những ồn ào không đáng có vì các phát ngôn bị đánh giá là kém chuẩn mực. Sự việc trở nên ồn ào đến mức Quỳnh Trần Ý Nhi buộc phải hủy bỏ các lịch trình của Tân Hoa Hậu để ở ẩn trong một khoảng thời gian dài. Đến tháng 11 năm 2023, Ý Nhi đăng tải video xin lỗi tới khán giả, bày tỏ mong muốn được bao dung và công bố việc cô sẽ sang Australia để du học. Được biết, người đẹp đã nhận được học bổng 20% tại Đại học Sydney, Australia. Đây là chương trình đào tạo liên kết với trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lịch trình, Ý Nhi sẽ học tại Australia khoảng 2 năm. Điểm lại loạt phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi sau chưa đầy một tuần đăng quang. Đăng quang chưa đầy một tuần, Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng bởi những phát ngôn thiếu chính xác của mình. Bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi. Theo đó, trong một buổi giao lưu hôm 28 tháng 7, Tân Hoa hậu nhận câu hỏi Bạn trai cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang? Người đẹp đáp Tôi hiện ở cương vị mới là bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 đến 3 tháng trước, chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư và sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình. Người đẹp cho rằng tình yêu là động lực để bạn trai thay đổi vì cô, cô nói nếu anh không thay đổi thì mình vẫn ủng hộ và tôn trọng. Cô mong khán giả không đặt nặng những tiêu chuẩn khắt khe với bạn trai cô vì anh là người bình thường. Phát ngôn bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi của ý nhi gây tranh cãi trên mạng xã hội Facebook, TikTok. Một số khán giả đã chỉ trích mỹ nhân 21 tuổi đề cao bản thân khi đòi hỏi bạn trai phải thay đổi vì mình. Bên cạnh đó, số đông bênh vực ý nhi vì cho rằng người đẹp dùng sai từ không đáng bị chỉ trích. Khi bạn bè dành thời gian để ngủ, uống trà sữa thì tôi đã thi hòa hậu. Sau đó, Mỹ Nhân quê Bình Định tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi phát ngôn. Khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đông trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, chơi, uống trà sữa, cà phê thì tôi tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi trưởng thành hơn họ, có công việc, khi các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là hoa hậu. Khi tôi có trọng trách, tôi sẽ giữ mình hơn để phù hợp với cương vị mới. Phát ngôn này tiếp tục khiến tân hoa hậu vướng lùm xùm vì khán giả cho rằng cô tự cao ngạo mạn. Người đẹp bình định bị chê là ứng xử kém tinh tế, ảo tưởng và mắc bệnh ngôi sao. Các hội nhóm anti-fan của nàng hậu mọc lên nhanh như nấm với hàng chục nghìn thành viên. Kiều nữ yêu đại gia là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Cũng trong một buổi phỏng vấn, nàng hậu đồng tình với quan điểm, kiều nữ yêu đại gia, một chủ đề rất nhạy cảm hiện nay. Hoa hậu Ý Nhi thẳng thắn cho rằng, việc mà mọi người so sánh kiểu nữ với đại gia giống như câu nói, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Hoa hậu là một người có nhan sắc, tôi nghĩ là để hoa hậu chọn được một anh đại gia nào đó, thì anh đại gia đó cũng phải là một người rất tinh tế. Hữu duyên với nhau, chứ không phải theo hướng quá tiêu cực như mọi người thường hay nghĩ, cô chia sẻ. Phải như thế nào thì ban giám khảo mới tín nhiệm với ngôi vị cao nhất. Đáp trả là những lời nhận xét về nhan sắc của mình so với hai á hậu còn lại. Hoa hậu Ý Nhi bày tỏ quan điểm rõ ràng. Khi ban giám khảo đã chọn em ở vị trí cao nhất, thì phải chứng tỏ em là một cô gái như thế nào, thì họ mới đưa em đến vị trí đó đúng không ạ? Trong suốt quá trình đi thi, họ đã có sự đánh giá với các thí sinh rồi, chứ không phải đợi đến bán kết hay chung kết. Vì vậy, ở trên sân khấu, nhan sắc hay màn trình diễn của em chỉ là một phần thôi. Bên cạnh đó còn là trình độ, đạo đức, cách ứng xử, giao tiếp với mọi người, mình có đi từ cái tâm hay không? Có tôn trọng mọi người hay không? Tất cả những điều đó mới tạo nên một cô hoa hậu hoàn thiện. Trước sức ép của dư luận, hoa hậu ý nhi bật khóc khi lên tiếng xin lỗi khán giả. Hoa hậu tự nhận bản thân chưa đủ chín chắn, thiếu kinh nghiệm khi phải thực hiện nhiều buổi phỏng vấn liên tục vài ngày sau khi đăng quang. Những suy nghĩ vô tư cũng khiến phát ngôn của cô chưa chính xác và đầy đủ. Lịch trình dài đặc làm ý nhi không đủ tỉnh táo để truyền tải đúng ý nghĩa câu trả lời tới khán giả. Có thể thấy chỉ trong một tuần sau đăng quang, Ý Nhi liên tục có những phát ngôn trong các cuộc giao lưu với truyền thông. Những lời chia sẻ thiếu tinh tế chính là nguồn cơn khiến cho nàng hậu vấp phải nhiều tranh cãi của khán giả. Nhiều khán giả chỉ trích Hoa hậu Ý Nhi đang đề cao bản thân, đòi hỏi người yêu phải thay đổi vì mình. Chính điều này khiến cho cô bị mất điểm trong mắt khán giả. Trước những tranh cãi, bạn trai của nàng hậu đã phải lên tiếng bênh vực người yêu. Anh viết, giữa chúng tôi không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết mà còn có sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Bạn trai Ý Nhi cho biết những thông tin mọi người xem được chỉ là một phần của cuộc phỏng vấn. Anh cũng không suy nghĩ tiêu cực về sự việc, hy vọng người hâm mộ có cái nhìn khách quan và yêu thương Ý Nhi. Bà Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng cũng lên tiếng bênh vực nàng hậu. Theo đó, bà cho rằng Ý Nhi còn trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm khi giao lưu với truyền thông nên không tránh khỏi sự cố vạ miệng. Bà cho biết đã nhắc nhở Ý Nhi cẩn thận về lời nói của mình trước công chúng. Bà mong tuần hoa hậu bình tĩnh, giữ chừng mực để tránh xảy ra những sự cố khác. Bà chủ Hoa Hậu cũng gửi lời xin lỗi và mong khán giả giờ cao đánh khẽ với Ý Nhi. Bà Dung nói, tôi mong mọi người thấu hiểu, chia sẻ vì hành trình tuổi 20 luôn có những bất ngờ xảy đến. Chắc chắn IDT Hoa Hậu cũng mong muốn đăng quang nhưng không thể tránh khỏi sự sốc nhiệt và bị ngộp cho những điều bỗng dưng xảy đến. Tuy nhiên, Ý Nhi là một cô gái chân thành, có sao nói vậy nên đôi lúc nói nhiều thì sai nhiều. Có làm sẽ có sai, chỉ không làm mới không sai nên mong mọi người hết sức cảm thông để nhìn về phía trước và những nỗ lực sắp tới của Nhi.